Trước khi mà hướng dẫn mọi người cái cách sử dụng cái nhận xét đánh giá tự động này thì mình cũng phải nói thật là đây không phải là cái phần mềm mà mình viết hay là cái ứng dụng của mình, mà chỉ là cái ứng dụng mình được chia sẻ lại từ một cô giáo trong một cái nhóm mình vô tình vào học. Và sau khi mà tải cái ứng dụng đó về thì mình cũng thử làm kết hợp với sự mày mò và cái những cái cuộc điện thoại trực tiếp cho cô giáo đó, thì mình cũng đã hoàn thành xong cái bản đánh giá giữa học kỳ 2 vừa rồi. Và sau đây thì mình cũng xin phép được hướng dẫn lại mọi người cái cách sử dụng cái nhận xét tự động này. Chưa hết thì mọi người sẽ tải cái file đó xuống. Và sau đó mình mở cái file đó ra thì mình sẽ thấy là ở đây nó có cái phần nhận xét tự động thì cũng của rất là nhiều lớp, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, 5 và các cái tiết bộ môn. Tuy nhiên các lớp 1, 2, 3 thì mình cũng chưa chưa vào để mà thử đâu. Mình mới chỉ thử ở lớp 4, 5 thôi. Nên là bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái lớp 4, 5. Đầu tiên mọi người sẽ copy cái file đó. Mình sẽ copy cái file này. Mình sẽ copy nó ra. Mình copy cái file đó sang một cái ổ của mình. Mình đây sẽ vào đây. Mình mở cái file này ra. Rồi, thì chúng ta đã thấy là ở trong cái file này là sẽ có các cái môn này, toán này, tiếng Việt này, khoa học này, lịch sử địa lý này, đạo đức, kỹ thuật, năng lực, phẩm chất là đánh giá về cái phần hạnh kiểm và cái bảng mẫu nhận xét. Ở cái bảng mẫu nhận xét này thì ví dụ như ở môn toán là mỗi một mức điểm là có 5 cái nhận xét. Và chúng ta thấy là nếu như chúng ta không thích cái lời nhận xét ở trong các cái mức điểm này thì chúng ta có thể điều chỉnh thay đổi cái nội dung của cái phần nhận xét này. Ví dụ như ở đây điểm điểm 6 chẳng hạn thì có một số cái nội dung nó đang bị trùng lặp, chúng ta cũng có thể thay đổi cái nội dung đó bằng những cái câu từ khác. Đã hoàn thành nội dung môn học nhưng tính toán còn nhầm lẫn thì ấy, chúng ta thấy là còn có sự lặp lại, vậy chúng ta sẽ thay đổi cái nội dung của cái nhận xét này. Chúng ta có thể vào đây bôi đen, sau đó chúng ta hoặc là chúng ta nhập nhấn đúp vào đây rồi sau đó chúng ta sẽ nhập lại cái nội dung mà mình muốn nhận xét vào đây. Thì các thầy cô cũng có thể thay đổi các cái nhận xét ở trong mỗi cái mức điểm này. Môn khoa học này. Đây, khoa học cũng có ở đây là trong cái mức điểm 5 thì cũng có các cái nhận xét nó đang bị trùng lặp. Điểm dưới 5 rồi điểm 6, tức là cái đi nó ở đây chúng ta thấy là có một số cái nội dung của các nhận xét nó đang bị trùng lặp, thì các thầy cô cũng có thể thay đổi các nhận xét này, sửa đổi các cái nhận xét này ở đây. Nhận xét môn khoa, môn lịch sử. Trong phần nhận xét lịch sử và địa lý này. Rồi đến phần đạo đức này, ở đây có hai mức là hoàn thành tốt và hoàn thành. Thì có mỗi một mức sẽ có 10 cái nhận xét. Rồi là về môn kỹ thuật thì cũng có 10 cái nhận xét. Sau khi mà mọi người đã tải xong được cái file đánh nhận xét tự động đấy rồi thì mọi người sẽ quay trở về mở cái trang cơ sở dữ liệu ngành mà cái lớp mình đang quản lý. Mở nó ra và mọi người sẽ vào cái phần đánh giá giữa kỳ 2. Đây, mình sẽ vào cái nhập đánh giá môn học cái phần này. Rồi mình sẽ vào cái tải file mẫu kèm dữ liệu, mình tải nó xuống. Tải nó xuống và mình sẽ đưa nó vào cái file mà mình đang làm việc. Mở đánh giá định kỳ là cái file mà mình vừa tải trên trên cơ sở dữ liệu ngành đấy ạ. Ở đây thì mình sẽ thấy là có các môn tiếng Việt, toán, khoa, lịch sử, đạo đức, kỹ thuật. Ở đây là mới chỉ là cái phần đánh giá bằng điểm số và đánh giá nhận xét, còn hiện tại còn thiếu phần năng lực phẩm chất. Nên là mọi người lại tiếp tục quay trở lại cái cơ sở dữ liệu ngành để mình tải cái file đó xuống. Thế là như vậy là trong cái folder của mình hiện tại bây giờ đang có 3 cái file. File thứ nhất là đánh giá định kỳ đa bằng đánh giá điểm số nhận xét, file thứ hai là đánh giá năng lực phẩm chất và file thứ ba đánh giá tự động.
Bây giờ thì mình sẽ có cái thông tin ở cái file đánh giá định kỳ và đánh giá phẩm chất năng lực này vào cái file đánh giá tự động. Cách làm tiếp theo sẽ như sau. Bây giờ thì mình sẽ mở cái file đánh giá tự động này. Mình đã mở ra rồi đúng không ạ? Và mình mở cái file đánh giá định kỳ ra. Thì ở đây chúng ta thấy là cái phần toán tiếng Việt ấy, thì cũng đã được cô ấy sắp xếp rất là khoa học. Nó giống hệt như bên kia. Cái bên đây là cái file đánh giá định kỳ này. Bên này là file đánh giá bằng đánh giá tự động này. Cô cũng sắp xếp theo đúng thứ tự như vậy rồi. Bây giờ thì mình sẽ copy thông tin của học sinh. Ở đây có mã học sinh này, họ và tên học sinh, ngày sinh của học sinh. Chúng ta sẽ copy nó vào. Mã này, họ tên này, ngày sinh. Mình copy 3 cái phần này theo đúng thứ tự. Mình copy hết xuống. Lớp mình có 43 học sinh, mình copy hết 43 học sinh. Copy xong, mình sẽ dán sang bên này. Dán đây, từ số 1, số 3. Đó, tất cả sẽ đúng theo thứ tự như vậy là xuống. Tương tự như thế, mình cũng sẽ dán tiếp vào các cái môn còn lại là môn toán. Cũng mà họ tháng này, đó. Cũng dán như vậy, hết. Sang phần khoa, mình cũng dán như vậy. Mà mọi người sử dụng phím tắt Ctrl C, Ctrl V để mình dán cho nó nhanh. Đây, mình cũng chỉ dán bôi đen 3 cột, sau đó mình Ctrl V. Tất cả những cái nội dung này mình cũng làm như vậy. Dán hết, rồi sang năng lực phẩm chất mình cũng làm như thế. Thế là hết rồi đấy ạ. Thế sau đó mình mình đã có xong được cái danh sách của học sinh ở đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái phần nhận xét. Bây giờ mọi người nhìn ở cái môn đầu tiên là môn tiếng Việt này. Mọi người chú ý ở cái môn tiếng Việt này nhé. Thì cái hai cái cột màu tím này, nó có điểm đọc và điểm viết. Mình sẽ mở to cho mọi người nhìn. Có cái điểm đọc và điểm viết. Thì chúng ta thấy là cái điểm đọc và điểm viết này nó rất là hay. Nếu như mà các thầy cô mà chưa cộng điểm ở trong cái tờ phơ ấy, thì chúng ta có thể nhập điểm luôn vào đây. Thì ngay trong cái phần sau khi mình nhập điểm vào đây xong thì cái ứng dụng này nó sẽ nhảy điểm cho mình luôn, và mình không mất công tính cộng vào rồi chia ra hay làm tròn. Ví dụ nhé, cái điểm đọc này, điểm ví dụ như điểm đọc thì nó sẽ có hai điểm là điểm đọc tiếng và điểm đọc hiểu. Thì bạn sẽ lấy điểm chung của phần đọc tiếng và đọc hiểu đấy. Ví dụ hai cái điểm đọc tiếng, đọc hiểu đó cộng lại được 9 chẳng hạn. Điểm viết bao gồm có chính tả và tập làm văn. Thì mọi người cộng lại chẳng hạn được 8 chẳng hạn. Thì 10 người sẽ ra 8 này. Trước khi mà mọi người đánh số 8 vào đây thì các cô có để ý là, các thầy cô có để ý là đấy, khi mà mình nhập điểm 9 vào đây thì cái mức đạt được nó sẽ nhảy ra là tốt. Và điểm kiểm tra của nó sẽ là 9. Tức là đã làm tròn là 9 rồi. Ví dụ ở dòng thứ 2 nhé. Ví dụ như đây là được 5 chẳng hạn này. Đây, bên phải này thì nó chưa có một cái thông tin gì cả. Các thầy cô đừng làm gì ở bên này nhé. Vì nó sẽ làm sai, thay đổi cái dữ liệu ở đây. Chúng ta không quan tâm tới phần này vội, mà chúng ta quan tâm tới điểm đọc mình biết của mình trước ở đây. Ví dụ đây tôi cho là 5 chẳng hạn nhé. Chúng ta thấy đây, nó sẽ nhảy ra này. Đó, điểm định kỳ sẽ là 5. Và mức đánh giá đây sẽ là H, tức là hoàn thành. Thế nếu như cả điểm đọc và điểm viết của em được 6 thì chúng ta thấy là cái bên kia nó sẽ nhảy ra điểm chung này, 5 với 6 là 11, chia đôi ra được 5 điểm rưỡi. Có phải làm tròn nên là 6 không? Chúng ta thấy nó sẽ nhảy ra 6. Đấy. Ví dụ như 9, điểm đọc là 9, điểm viết là 7 chẳng hạn. Thì hai cái điểm này cộng lại sẽ là 16, chia đôi ra phải là 8. Thì chúng ta nhìn đây này là 9, giờ sẽ nhảy ra thành 8. Là nó rất là nhàn cho chúng ta, là khi mà các thầy cô có điểm rồi, các thầy cô chỉ nhập điểm vào đây là bên này lập tức nó sẽ nhảy điểm cho các thầy cô luôn. Và mình không mất công phải tính toán nhân chia cộng trừ gì cả. Ví dụ như là 4 này, 3, 2 chẳng hạn này, nó sẽ nhảy ra 2, là 3 luôn. Ngưỡng chưa hoàn thành. Hay là đây được 9, đây là 9,75. Thì chúng ta thấy nó cũng sẽ làm tròn cho mình là 9. Và mức đánh giá đây là tốt. Như là 8,
5 với lại 8,75. Thì ở đây điểm tròn nó sẽ là 9 và cái mức được đánh giá đây là tốt. Như vậy chúng ta thấy rất là nhàn đúng không ạ? Như vậy là phần nhập điểm tôi đã hướng dẫn xong. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn tiếp mọi người cái phần nhận xét. Đây, cái cột nhận xét của chúng ta đây ạ. Chúng ta sẽ nhận xét như thế nào? Thì bây giờ chúng ta thấy là ở cái điểm này tập đọc này, chính tả, kể chuyện, tập luyện từ và câu, tập làm văn. Đây là những cái phân môn mà nó sẽ có ở trong quá trình chúng ta dạy của học sinh. Thì chúng ta sẽ quan sát học sinh và chúng ta nhận thấy học sinh nó ở cái ngưỡng như thế nào. Thì ví dụ như là học sinh đọc tốt, lưu loát. Thì cô đây đánh giá là A. A thì AI cũng được mà A thường cũng được. Đọc tốt thì mình sẽ xếp loại A. Khi mà thầy cô nhập phần tập đọc là A thì lập tức ở bên phần nội dung này nó cũng sẽ nhận ra cái phần nhận xét là bước đầu biết đọc diễn cảm, trả lời tốt các câu hỏi của bài đọc. Phần trí tả thì mình có thể cho là B. Thì ngay lập tức bên này sẽ nhận ra cái nhận xét phần trí tả này. Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ. Thì cái B tức là cái ngưỡng mà mình cho là điểm 7, điểm 8 ấy thầy cô ạ. Điểm 7, điểm 8 đấy. Còn điểm 9, điểm 10 thì chữ viết rất là đẹp rồi. Hoặc là ví dụ như C chẳng hạn. Chữ rất là cầu thả, chữ viết C chẳng hạn. Thì ở đây nó sẽ có một cái sự lệch. Khi mà đặt không đúng cái lệnh của nó thì là bên này nó sẽ ra cái phô là sai. Thì có thể cô sẽ sửa giúp. C. Nó vẫn là sai đúng không ạ? Thì cô quay trở về cái mũi tên, quay trở về đi. Mình quay trở về, nó sẽ xóa hết toàn bộ cái nội dung đó. Thầy cô nhập C, chữ viết cẩu thả ạ. Đó, nếu như lập C đây thì phần chữ viết của em đấy là thuộc diện tốc độ viết bài còn chậm. Kể chuyện, em có video quay kể chuyện, những cái tiết kể chuyện nó rất tự nhiên, mình có thể chọn nó là B. Thì lập tức là ở đây sẽ có nhận xét B, kể được câu chuyện theo gợi ý. Luyện từ và câu, hàng ngày em học rất là tốt, thì ta có thể cho là A. Nhận xét bên này nó cũng sẽ xuất hiện cái nhận xét của em về cái phần luyện từ và câu. Nắm vững kiến thức về từ và câu, vận dụng để làm bài tốt. Đó. Rồi tập làm văn. Tập làm văn, em viết câu văn có hình ảnh tốt chẳng hạn, thì mình có thể cho là A. Câu văn hay, biết dùng từ ngữ gợi tả tốt. Chúng ta thấy là có các cô, thầy cô có thể cho lốm đốm các nhận xét ở phần tập đọc hoặc chính tả, kể chuyện, luyện từ và câu của tập làm văn. Hoặc là các thầy cô cũng có thể cho nhận xét tất cả 5 phần môn này. Hoặc nếu chỉ có mình cho, ví dụ như đây mình cho là A chẳng hạn, thì nó sẽ ra phần nhận xét và phần đọc. Mình cho phần luyện từ và câu là B chẳng hạn, thì nó cũng sẽ ra nhận xét của phần luyện từ và câu. Hoặc là mình cho tập làm văn là B đi, thì nó cũng ra nhận xét của phần tập làm văn. Nhưng là hai cái học sinh này hoàn toàn nhận xét khác nhau, vì các có 5 cái nhận xét cho phần từng phân môn một. Mỗi một phân môn có 5 nhận xét, nên là cũng có thể sẽ có 5 học sinh khác nhau. Và như vậy là sau khi mà trộn cái nhận xét này thì chúng ta thấy là sẽ có rất nhiều những cái nhận xét khác nhau mà không ai bị trùng. Tiếp theo thì với các môn thì ví dụ như là toán chẳng hạn, thì các thầy cô thấy là ở phần toán này chúng ta cũng có thấy có cái mức đạt được của nó là C. Tức là chưa xuất hiện cái mức đánh giá điểm định kỳ. Ví dụ học sinh thứ nhất, bạn này, điểm thi của bạn ấy, chúng ta quan sát là cái phần nội dung nhận xét này. Ở đây cũng có một số cái nội dung, nhưng cái nội dung này nó sẽ thay đổi. Nếu như thầy cô nhận xét điểm ở đây thay đổi, cái mức điểm ở đây thay đổi, thì cái nhận xét này nó sẽ thay đổi. Cái nội dung này các thầy cô không phải, đừng có đụng chạm gì vào đây, thầy cô cứ để kệ nó. Khi mà thầy cô nhập điểm vào phần kiểm tra định kỳ này thì cái nội dung này nó sẽ thay đổi theo cái mức điểm này. Ví dụ ở đây tôi, học sinh thứ nhất này, kiểm tra của em được 9 chẳng hạn, thì ngay lập tức là cái mức đạt được của em sẽ chuyển sang là tốt. Và cái nhận xét bây giờ nó sẽ thay đổi là tập trung lắng nghe trong giờ học, hiểu và làm bài đầy đủ. Ví dụ học sinh thứ hai này chậm hơn, mình sẽ nhận xét là 5 chẳng hạn. Thì cái nhận xét ban đầu của nó là tiếp thu bài chậm, tính toán chưa tốt này. Ngay lập tức này chúng ta thấy là mức đạt được nó sẽ thay đổi này.
nó hiện tại nó đang là C thì bây giờ nó sẽ nhảy sang là H, và bây giờ thì nhận xét nó thay đổi, chúng ta thấy không? Đó, tương tự như thế, ví dụ như là 6 chẳng hạn, cái nội dung nhận xét này thay đổi, cái điểm số này cũng thay đổi. Ví dụ như ở đây được 8 chẳng hạn, thì mức ở đây cũng là hoàn thành nhưng nhận xét của nó hoàn toàn khác đi. Đó, ví dụ như ở đây là 9 chẳng hạn, thì em này tốt, nhận xét tiếp thu bài tốt. Ví dụ như là em Minh Hằng này được 10 chẳng hạn, thì chúng ta thấy là điểm của em tốt, ở lên nội dung nó có sự thay đổi. Với các môn còn lại, khi các đánh giá bằng điểm số, nếu mà đánh giá cuối kỳ, các thầy cô cứ nhập điểm vào đây là hoàn toàn nó sẽ thay đổi. Đấy, hoàn toàn thay đổi luôn. Ví dụ như là 9 nó cũng thay đổi, 10 nó thay đổi, 5 nó cũng thay đổi, 6 cũng sẽ có sự thay đổi, cái nhận xét này sẽ thay đổi đi. Thì tương tự như thế, lịch sử cũng như vậy. Còn với đạo đức, kỹ thuật thì là hai môn được đánh giá bằng bằng nhận xét, thì chúng ta sẽ để ở cái ngưỡng là đạt được. Ở đây sẽ là ở hai môn nhận xét là hoàn thành và tốt. Nên ví dụ học sinh này, chúng ta thấy là cái môn môn đạo đức mà cái mức đạt được mà chúng ta xếp em ấy là mức hoàn thành tốt, chúng ta ký T thì là sẽ nhận xét ra luôn. Thì các thầy cô lưu ý là khi ở nhận xét này, các thầy cô nên để ở chế độ Caps Lock. Sau đó thì mình sẽ dùng chữ in hoa để khi mình copy cái file này vào cái file cơ sở dữ liệu ngành thì mình sẽ không mất công sửa. Đức An hoàn thành chẳng hạn, nó sẽ thấy nhận xét nó nảy ra luôn, tốt, hoàn thành, nhảy ra luôn. H T H H T T T Sau đó thì các thầy cô thấy là cái nội dung này mà nó chưa phù hợp với học sinh của mình thì các thầy cô sẽ điều chỉnh, sửa chữa ở cái phần phần sau, tôi sẽ hướng dẫn tiếp. Tương tự như cái môn đạo đức thì cái môn kỹ thuật cũng như vậy, thầy cô cũng nhận xét như vậy, cũng y như thế luôn, cũng đánh giá bằng hoàn thành tốt và hoàn thành. Ví dụ như là hoàn thành này là tốt này, hoàn thành này tốt này, để chúng ta thấy nó sẽ thay đổi luôn. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn các thầy cô cái phần thứ nhất. Còn nếu như mà chúng ta đánh giá vào phần định kỳ, vào phần giữa kỳ chẳng hạn, thì ở cái môn khoa học và lịch sử thì nó lại không có, ví dụ như môn khoa học và lịch sử thì lại không có điểm số ở giữa kỳ mà chỉ có điểm số cuối kỳ thôi, thì cái cách nhận xét của cái môn khoa học lịch sử ở thời điểm giữa kỳ chúng ta sẽ nhận xét là chúng ta cũng vẫn ghi là H. Nếu chúng ta ghi là H như thế này thì ở đây nó sẽ là faux, có nghĩa là mặc định bị sai. Thì chỗ này thì thầy cô sẽ ước chừng học sinh. Ví dụ học sinh nó ở mức độ hoàn thành, nhưng hoàn thành ở cái ngưỡng như thế nào? Ví dụ hoàn thành tốt thì nó ở ngưỡng 9, 10. Còn hoàn thành chỉ là mức độ từ 8 trở xuống. Thì trong cái phạm vi từ 8 trở xuống đấy, thầy cô thấy em ấy nó ở cái ngưỡng 5, 6 hay 7. Thì nếu ví dụ như ở cái mức hoàn thành này, nhưng mà em chỉ hoàn thành ở cái mức độ là điểm 8, thì mình sẽ nhận xét là 8 ở đây. Thì bên này sẽ đưa ra cái nhận xét về em đó. Cũng là mức hoàn thành, nhưng em hoàn thành ở cái mức độ là 6 chẳng hạn, nhập 6 vào đây, thì cái chỗ này nó cũng sẽ nhảy ra cái nhận xét cho các em. Ví dụ như em này thì em hoàn thành tốt, nhưng mà tốt ở cái ngưỡng là 10 hay là 9. Mình cho là nếu là 10 thì chúng ta sẽ nhận xét 10, thì nhận xét về 10 nó cũng hoàn toàn khác với nhận xét về 9. Ví dụ như cái em thứ hai này em nhận xét cũng là tốt, nhưng ở ngưỡng là 9 điểm thôi, thì hai bạn này cũng cả nội dung tốt, nhưng hai cách nhận xét nó hoàn toàn khác nhau. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô về cái phần nhận xét năng lực phẩm chất của học sinh ở đây. Thì chúng ta sẽ vào phần năng lực phẩm chất, thì ở đây chúng ta sẽ có 7 cột: tự phục vụ, hợp tác, tự học, chăm học, tự tin, trung thực, đoàn kết.
Thì theo kinh nghiệm của mình ý, thì các thầy cô quay trở về cái bảng tổng kết đánh giá cuối học kỳ 1. Mình sẽ dựa vào cái bảng tổng kết đánh giá cuối học kỳ 1 của học sinh để làm gì? Ở đây mình sẽ căn cứ vào cái kết quả của học sinh đã đạt được ở trong học kỳ 1 để mình điều chỉnh cái nhận xét trong cái nội dung này. Đây, mình sẽ điều chỉnh nhận xét ở cái nội dung này. Đấy, cái nội dung này mình sẽ điều chỉnh để làm cho phù hợp với học sinh. Ví dụ như ở kỳ 1, cuối kỳ 1 cái phần tự phục vụ này của em ấy nó chỉ ở ngưỡng đạt thôi. Mà sang cuối kỳ 2 hay giữa kỳ 2 này em mới đạt, em mới ở mức độ tốt hơn. Mình có thể sửa cho em là T. Rồi mình điều chỉnh, ví dụ như D ở đây nó chưa tốt, mình sẽ điều chỉnh lên là tốt nếu em mới tốt rồi. Thế còn nếu như ví dụ chẳng hạn như ở trường hợp này bạn ấy là tốt, nhưng mà ví dụ như là cái phần tự tin của em ấy, hay phần trung thực của em ấy, phần đoàn kết kỷ luật của em, nó nếu ở cuối kỳ mình đánh giá là tốt, nhưng mà sang cuối kỳ này thì em có nhiều cái thay đổi biến động về tâm lý, em chưa tốt chẳng hạn, mình có thể để em ở cái mức độ đạt thì mình sẽ sửa vào đây đó. Thì mình sẽ điều chỉnh cái phần nhận xét này ở trong cái bảng tổng hợp cuối kỳ 1. Và sau khi các thầy cô tổng hợp ở đây, các thầy cô xử lý xong xuôi hết mọi thứ ở đây rồi, thì các thầy cô sẽ bê nó về. Các thầy cô copy nguyên văn cái phần này, có thể bỏ nó đi, bỏ bỏ bôi đi để chúng ta chuyển sang kia, nó không bị mất công. Chúng ta trở về cái phần trắng. Đây, tôi sẽ copy toàn bộ cái nội dung của cái 7 cái cột này. Copy nó, copy toàn bộ nội dung này và tôi dán nó quay trở ngược lại với cái phần đánh giá tự động ở đây. Dán vào đây. Thì ngay lập tức ở đây các thầy cô thấy nó sẽ xuất hiện luôn cái phần nhận xét về năng lực và phẩm chất của học sinh luôn. Thầy cô thấy nó nhàn không? Cực kỳ là nhàn luôn. Vô cùng là rất là nhanh, rất là nhàn. Các thầy cô cứ xử lý ngon nghẻ cái phần nhận xét năng lực phẩm chất ở bên cái bảng tổng hợp cuối kỳ 1. Sau đó mình ốp nó vào đây thì ngay lập tức cái phần nhận xét này nó sẽ xuất hiện ngay cho các thầy cô. Chúng ta thấy rất là nhàn, nhàn không ạ? Đấy. Các thầy cô thấy nhàn, vô cùng nhàn luôn. Nó giải phóng sức lao động của chúng ta rất là nhiều luôn. Mà thực sự là cái ứng dụng này của cô giáo thiết kế này tôi thấy là thật là tuyệt vời luôn. Tôi rất là thích nó. Của cô giáo tên là Bùi Thúy Hạnh. Ở đây cô có số điện thoại của cô Hạnh, thầy cô cũng có thể liên lạc trực tiếp với cô ấy ở đây. Đây, chúng ta thấy không? Đó, xong. Chúng ta đã xong cái phần nhận xét về năng lực phẩm chất. Như vậy là sau khi mình đã xử lý xong được cái nội dung nhận xét ở cái phần nhận đánh giá tự động thì mình sẽ làm công việc tiếp theo. Đó là mình sẽ copy cái nội dung ở cái phần đánh giá tự động này sang cái file đánh giá định kỳ của cơ sở dữ liệu ngành để mình đẩy lên trên cái cơ sở dữ liệu ngành. Nhưng thì bây giờ đơn giản thôi, các thầy cô nhìn thấy là tôi lấy ví dụ như là đây ở bên đây là đánh giá tự định kỳ này, tức là ở bên cơ sở dữ liệu ngành thì mình sẽ thấy có cái phần mức đạt được này, điểm đánh giá điểm định kỳ này và nội dung nhận xét. Có cái mã nhận xét thì cũng không liên quan gì đến, vì chúng ta sẽ copy ba cái cột này. Ba cột này, cái cột nhận xét này được không có gì cả thì ở cái phần đánh giá tự động nó cũng có nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì, chúng ta cứ copy. Ví dụ như đây là môn tiếng Việt nhé, về tôi sang cái phần đánh giá tự động này. Ở đánh giá tự động thì tôi sẽ có copy cái phần mức đạt được này, điểm này, mã nhận xét và nhận xét. Tôi copy toàn bộ cái phần nội dung này. Đấy, bốn cái cột cuối này. Copy không? Là thầy cô đã hoàn chỉnh toàn bộ cái nội dung của cái phần bảng điểm này rồi đấy ạ. Cái bảng nhận xét này rồi thì ở đây nó sẽ xuất hiện toàn bộ luôn. Đây, các thầy cô sẽ copy toàn bộ nội dung này sang. Copy sang. Sau đó các thầy cô gán nó vào cái phần đánh giá định kỳ. Ví dụ như đây là môn tiếng Việt. Mức đạt được của 4 học sinh đầu, mình sẽ gán lên đây. Gán chân V. Đấy, các thầy cô thấy không? Mình sẽ có được cái phần nội dung nhận xét của học sinh này.
Đây, hai học sinh này là chưa có nhận xét bởi vì là ở cái phần đánh giá tự động thầy cô chưa hoàn thành hết cái nội dung của các môn, của các cái phân môn tập đọc chính tả tập làm văn, một trong số các phân môn này. Các thầy cô cũng có thể nhận xét là hai phân môn hoặc ba phân môn hoặc tất cả phân môn, nhận xét điểm hoặc nhận xét đốm 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 cũng được, đấy là tùy các thầy cô nhận xét. Sau đó thì các thầy cô sẽ ốp nó vào cái phần file này, file này đây. Xong tương tự như vậy thì sang phần toán, toán thì mình cũng có nó sang, ví dụ như ở đây mình sang cái phần đánh giá tự động mình sẽ có phần toán, phần toán ở đây thì mình sẽ có cũng mức đạt được bốn cái cột cuối này, mình góp sao rồi quay trở lại dán ở cái phần tự động của môn toán, dán vào cái cơ sở dữ liệu của môn toán, chúng ta sẽ có 4 cột, 5 cột này, Ctrl V. Đấy, ngay lập tức chúng ta thấy là có nội dung nhận xét. Đấy, tương tự như thế các thầy cô cũng sẽ copy tất cả vào các môn còn lại như khoa học, lịch sử, đạo đức, kỹ thuật là hết rồi ạ. Thế thì còn cái phần năng lực phẩm chất thì các thầy cô có cái file năng lực phẩm chất thì các thầy cô sẽ mở nó ra. Đây, cái file đánh giá năng lực phẩm chất này các thầy cô mở nó ra. Rồi các thầy cô cũng sẽ có cái nội dung của phần đánh giá tự động, cái năng lực phẩm chất đây. Các thầy cô bôi đen toàn bộ hết cả cái phần đó. Ctrl C, copy hết. Rồi dán vào cái năng lực phẩm chất. Ctrl V, đó, các thầy cô thấy không? Ngay lập tức nó sẽ xuất hiện luôn cho các thầy cô cái bảng. Sau khi các thầy cô đã copy toàn bộ cái nhận xét cũng như điểm số mức đạt được của học sinh từ cái nhận xét tự động sang cái file cơ sở dữ liệu, thì các thầy cô lưu ý là chúng ta sẽ quan sát lại một lần nữa, đọc lại nhận xét một lần nữa để xem cái nhận xét mà hiện nay nó đã phù hợp với học sinh hay chưa thì mình có thể điều chỉnh ở đây. Ví dụ như học sinh này điểm kiểm tra định kỳ là 8, em đọc bài to rõ ràng. Nếu mà nhận xét về cái phần đọc này các em trả lời là tốt rồi thì chúng ta có thể để. Còn ví dụ như là tốc độ viết bài của em còn chậm thì chúng ta thấy là nó cũng không chậm lắm chẳng hạn, thì các thầy cô cũng có thể sửa thêm ở đây. Thì bôi đen và các thầy cô sửa chỗ này. Ví dụ như là tốc độ làm bài còn chậm thì chúng ta cũng có thể chú ý là sửa cái chỗ này cho các em. Đây, ví dụ như là cái chỗ này nó còn chưa phù hợp lắm thì các thầy cô có thể sửa chỗ này. Đấy, tốc độ viết bài còn chậm hay là em cần đẩy tốc độ làm bài nhanh hơn, các thầy cô có thể sửa theo ý của mình. Thì ví dụ như là cái bài văn của em ấy có hình ảnh đẹp, nếu mà nhận xét như này hợp lý rồi thì các thầy cô để. Còn nếu các thầy cô thấy nó không hợp lý lắm thì thầy cô có thể là điều chỉnh lại cái nhận xét, thì chúng ta sẽ sửa ở đây. Ví dụ như là có vốn từ khá phong phú chẳng hạn, nhưng mà 6 điểm thì không thể có vốn từ phong phú được. Đó, thế mình có thể sửa ở đây. Vốn từ còn nhiều hạn chế chẳng hạn. Đây, sửa đây. Vốn từ còn nhiều hạn chế chẳng hạn. Đây. Đấy, thì chúng ta cũng có thể là sửa nó cái nội dung nhận xét ở phần này. Tương tự như thế thì toán các thầy cô cũng có thể sửa. Rồi, toán các thầy cô cũng có thể sửa. Sửa cái nhận xét này để làm sao nó phù hợp với học sinh. Đây, thì chúng ta sẽ sửa trực tiếp ở đây. Khoa học cũng thế, lịch sử cũng thế, các thầy cô copy xong các thầy cô sẽ sửa ở đây. Sửa trên cái file cơ sở dữ liệu ngành mình đã dùng ở đây, mình đã tải xuống và mình copy sang bên này. Sau khi các thầy cô sửa hoàn chỉnh rồi, các thầy cô lưu nó lại. Ctrl F thì các thầy cô lưu file đó lại. Sau đó thì mình sẽ mở cái cơ sở dữ liệu ngành của mình ra. Ở đây mình sẽ tải cái file của mình lên. Ví dụ như ở chỗ này là tôi đang có cái nội dung này là cái nội dung của một phần đánh giá về năng lực phẩm chất. Thì tôi sẽ phải tải đúng cái file đánh giá về năng lực phẩm chất này lên. Đó, các thầy cô tải đúng cái file này lên. Đó. Và như thế này thì mình cứ thế là mình đẩy lên, các thầy cô lưu nó vào, nó các thầy cô đẩy lên cái cơ sở dữ liệu ngành của mình thôi. Đây, sau khi xong rồi thì mình sẽ nhấn vào cái phần tải lên đây. Tải lên thì cái phần mình sẽ tải cái file mà các thầy cô
thầy tải cái file mà các thầy cô vừa xử lý đánh giá định kỳ này, các thầy cô tải file nào thì các thầy cô đẩy cái file đấy lên thì ngay lập tức ở trên này thông tin nó sẽ hiện ra luôn. Như vậy là chúng ta sẽ có vừa có nhận xét ở trên này luôn, rất là nhàn các thầy cô ạ. Như vậy là tôi vừa hoàn thành cho cái phần hướng dẫn các thầy cô cách sử dụng cái ứng dụng đánh giá tự động, cái đánh giá tự động này của cô Bùi Thúy Hạnh. Ở trên đây cô có số điện thoại, các thầy cô có thể liên lạc trực tiếp với cô để chúng ta tìm hiểu thêm. Đây là bản quyền của cô Hạnh chứ không phải là của tôi chỉ là được chia sẻ nên là sử dụng và thấy hay thì chia sẻ lại cho các đồng nghiệp để chúng ta cùng giảm bớt sức lao động của mình đi mà thôi. Xin cảm ơn các thầy cô đã theo dõi và lắng nghe. Chúc các thầy cô thao tác thành công và cảm thấy yêu nghề, yêu đời hơn với cái ứng dụng của cô Bùi Thúy Hạnh ạ.